Sáng ngày 7 tháng 11, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bắc Tân Uyên phối hợp cùng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành khai quật một mộ liệt sĩ trên địa bàn ấp Mỹ Đức, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên. Đây là mộ liệt sĩ được người dân phát hiện và báo với chính quyền địa phương. Qua khai quật, các chiến sĩ đã phát hiện các mẫu xương cốt và một số quân tư trang như bao xe, vỏ đạn, quần đùi, dép. Tuy nhiên không tìm thấy các giấy tờ thông tin liên quan đến cá nhân, thân nhân của liệt sĩ. Bộ hai cốt đã được tẩm liệm và đưa về nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Bình Mỹ để tổ chức lễ truy điệu trong thời gian tới.